Em xin kính chào cả nhà, kính chào cô chú, anh chị cùng toàn thể các bác yêu Hoa Lan. Đây là sang một cái tháng mới, thôi đầu tháng, kính chúc cho cả nhà có một tháng mới phát tài phát lộc và gặp thật nhiều may mắn nha mọi người. Rồi, để mà chào đón cái tháng 10, em riêng video ngày hôm nay thì em sẽ bao ship cho mọi người để mà mong rằng sẽ được sự ủng hộ của toàn bộ cô chú, anh chị và các bác, nhờ lộc của mọi người để mà chia sẻ, em chia sẻ được thật nhiều những cái giỏ lan đẹp nhé mọi người. Giỏ đầu tiên là một giỏ địa lan ruby đỏ. Đấy, một cái dòng lan được cực kỳ các bác cô chú yêu thích và ưa chuộng nhé mọi người. Ruby đỏ, hoa rất là đẹp đây mọi người. Người thật việc thật, bông đây mọi người này, quá là phê luôn. Quá là đẳng cấp luôn nhé mọi người, một mặt bông rất là đẹp. Ruby đỏ thì hoa thì chơi cực kỳ bền luôn nhé mọi người. Đấy. Đây là hình không số 250.000, hình không số 250.000. Giò này thì đã có bông nó nở rồi này mọi người. Và hoàn toàn ở dưới này là củ tơ hết và chắc chắn là sẽ vẫn còn ra thêm nụ nhé mọi người, chơi hoa đến Tết các bác ạ. Hôm nay thì em sẽ bao ship hết cho mọi người nhé mọi người. Bao ship hết cho toàn bộ cô chú anh chị và các bác. Đây là hình không số 250.000, ruby đỏ nhé mọi người. Tiếp tục một giò ruby đỏ, hai cành nụ, hai ngồng nụ rất là đẹp đây nha các bác nha, hai ngồng nụ rất là đẹp này mọi người. Đấy, ruby đỏ, hai ngồng nụ và chắc chắn là sẽ vẫn còn ra thêm nụ để mọi người chơi hoa đến Tết nha mọi người. Đấy, một giò lan rất là đầy đặn như này nha các bác nha. Ruby đỏ hình số 38 350.000. Hình số 38 350.000, miễn cước cho mọi người nhé, em bao ship cho mọi người, cho cả nhà. Hình số 38 350.000. Đấy, hôm trước cách đây vài ngày thì các bác nào mà chưa mua được ruby đỏ thì hôm nay em lên cho mọi người đây. Và các bác nhớ là vào ghé xem ủng hộ em và cho em xin một nút like của đầu tháng mới nha mọi người nhá. Hình số 39 350.000. Đây, một cành bông dài và một bông ngắn để mọi người chơi hoa được lâu dài nhé các bác nhá. Đấy. Hai cành nụ. Hình số 39 350.000. Hình số 39 350.000. Đấy, mọi người về các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và chỉ thanh toán 350.000 giúp em nha các bác nha. Đấy. Hình số 39 350.000. Hình số 37 350.000. Quá tuyệt vời nha mọi người. Quá tuyệt vời, cũng hai cành nụ rất là đẹp nha mọi người. Một cành dài và một cành ngắn để mọi người chơi hoa nó bền nhé. Chơi từ cành dài đến cành ngắn, có khi là chơi đến Tết không hết hoa đâu nhé mọi người nhé. Đây là hình số 37 350.000. Ruby đỏ hình số 37 350.000. Hình số 40 350.000. Giò này cũng hai ngồng nụ đây các bác này, hai ngồng nụ, một ngồng dài và một ngồng ngắn nhé mọi người nhá. Rất là đẹp đấy các bác ạ. Hai ngồng nụ. Đây là hình số 40 350.000 và giò lan đây mọi người, nhìn rất là đầy đặn giò lan nhé mọi người, toàn củ to và toàn là thân tơ, chắc chắn là vẫn sẽ cho thêm nụ nhé các bác nhá. Các bác chơi hoa là yên tâm là qua Tết không hết hoa. Hình số 40 350.000. Rồi hình số 25 280.000. Duy nhất một giò nhé mọi người. Bao ship cho mọi người nhá. Duy nhất một giò địa lan cọp đỏ. Rồi đang nụ đây, các bác về là có hoa ngắm nhé mọi người. Giò này thì 1, 2, 3, 4, 5 5 ngồng nụ nhé các bác nhé. 5 ngồng nụ. Đấy, có hai các bác sẽ được chơi sớm hai cái ngồng nụ dài này và rất nhiều ngồng nụ ngắn để mà tiếp tục chơi hoa nha các bác nha. Hình số 25 280.000. Hình số 25 280.000, không mất tiền cước ship nha các bác nha. Tiếp tục là giò kiều vuông lộc bắc, hoa chơi Tết nha các bác nha. Kiều vuông lộc bắc hình số 27 hai trăm hai mươi nghìn
miễn ship nha các bác nhá, không mất tiền ship nha các bác nhá. Hình số 27 220.000. Đấy, cứ đến với em đi, toàn những cái dòng rất là đẹp hit hot nhé mọi người. Và riêng ngày hôm nay thì không thì em sẽ bao ship cho các bác. Quan trọng là để lấy tình cảm đi lại nhé mọi người nhá. Các bác cứ ủng hộ cho em ạ. Kiều Vuông Lộc Bắc, hình số 26 220.000. Hình số 26 220.000. Tiếp tục Long Tu Xuân, hình số 10. Hình số 10 200.000, Long Tu Xuân hình số 10 200.000. Cũng dày thân và toàn thân mập nhé mọi người. Long Tu Xuân, hoa mùa xuân, hoa Tết nha các bác. Hình số 10 200.000. Hình số 11. Hình số 11 200.000 Long Tu Xuân. Đây toàn thân dài và thân mập nhé mọi người. Hoa chơi Tết nở đồng loạt từ gốc lên ngọn thì quá là phê luôn nhé mọi người. Hình số 11 200.000. 200.000 em bao cước cho mọi người nhé các bác nhá. Hình số 11 200.000. Rồi, tiểu kim long, tiểu kim long lá phát tài nhé các bác nhá, lá phát tài đấy. Đấy, hoa thì chơi Tết. Hình số 28 300.000. Hình số 28 300.000, phát tài phát lộc nhé các bác nhá. Đấy. Đây, cái giò có giò đang nhú đây, đang nhú mèo nụ, đang nhú vòi nụ rồi nhé các bác nhá. Đấy, đang nhú rồi nhé các bác nhá. Hoa thì sẽ chơi đến Tết luôn các bác. Hình số 28 300.000. Tiểu kim long lá phát tài nhé mọi người. Đấy, các bác có thể sang một cái chậu đẹp hơn theo ý thích của mình, rồi đặt ở cái bàn làm việc, bàn tiếp khách thì thôi thì quá là đẹp luôn nhé các bác nhá. Hình số 28 300.000. Tiểu kim long đem lại sự may mắn này các bác nhá. Hình số 28 300.000. Đấy, tất cả những cái giò lan hôm nay, kể cả bác nào mua một giò em cũng sẽ miễn ship cho mọi người hết nha các bác. Duy nhất ngày hôm nay để mà chào đón cái tháng 10, mong rằng sẽ được lộc của mọi người để mà em chia sẻ những cái giò lan đẹp nha các bác. Hình số 30, hình số 30 300.000. Tiểu kim long hình số 30 300.000. Hình số 29, hình số 29 200.000. 300.000 nha các bác, hình số 29 300.000. Vừa chơi lá, vừa chơi lá phát tài phát lộc, và hoa thì sẽ là cho hoa Tết nha các bác nhé. Nói chung là rất là tuyệt vời những cái giò lan như này mọi người. Hình số 29 300.000. Hình số 29 300.000. Tiếp tục Hoàng Thảo Kèn, hình số 16. Hình số 16 250.000. Trời ơi, giò này 2 này, 4. Giò này 6 thân nhé mọi người, 6 thân. Hai thân dài nó rơi vào ngoài 40 cm nên mọi người nhá. 6 thân. Hình số 16 250.000. Hình số 16 Hoàng Thảo Kèn 250.000. Hình số 17, hình số 17 3 thân kèn to vật va nhá các bác nhá. Đấy, cây thì đã thắt ngọn và thân thì đã mập rồi này mọi người này. Đấy. Tất cả các dòng thì đã đến thời điểm là cây xuống lá để mà chờ nụ rồi nhé các bác nhá. Đây là hình số 17 250.000. Hình số 17 Hoàng Thảo Kèn 250.000. Hình số 18, hình số 18 250.000. Ba thân đều rơi vào ngoài 30 cm nhé các bác nhé, rất là đẹp. Hình số 18 250.000 Hoàng Thảo Kèn, và em sẽ bao ship cho mọi người nhé, bao ship cho cả nhà, kể cả là một giò nhé các bác nhá. Hình số 18 250.000. Kiều tím, kiều tím cây nguyên bản nhé các bác nhé, nguyên bản từ rừng, một giò duy nhất, đấy, giò nguyên bản. Kiều tím thì một mặt bông nó đã đẳng khẳng định được đẳng cấp rồi nhé các bác. Hình số 15, hình số 15 380.000. Kiều tím hình số 15 380.000. Đấy, kiều tím nguyên bản nhé mọi người nhé, một cây nguyên bản. Đấy, nguyên bản từ rừng. Đây là hình số 15 380.000. Tiếp tục Sơn Thủy Tiên Lai Châu, ghép thuần ở trên khúc gỗ nha các bác nhá. Khúc gỗ này toàn giả hành rất là to nha mọi người. Sơn Thủy Tiên Lai Châu hình số 35, hình số 35 180.000. Hình số 35 180.000. Đấy mọi người, một cái giò lan chỉ hơn 100.000 này thôi. Các bác về chỉ thanh toán 180.000 cho em thôi nhé các bác nhá. Đó, kể cả là một giò ngày hôm nay nhé mọi người. Duy nhất ngày hôm nay, ngày đầu tháng mới nha mọi người. Hình số 35 180.000.
Hình số 34, hình số 34 220.000, Sơn Thủy Tiên Lai Châu. Trời ạ. Cái giò lan nói chung là kín mít rồi nhé, di dít thân Sơn Thủy Tiên rồi nhé mọi người. Quá là dày thân luôn. Hình số 34, hình số 34 220.000. Hình số 33, hình số 33 220.000, Sơn Thủy Tiên Lai Châu. Đấy, tất củ to củ đẹp nhé mọi người. Hình số 33 220.000. Đấy, em cũng bao ship cho mọi người nhá. Hoàng Phi Hạc. Hoàng Phi Hạc một giò duy nhất thôi nha các bác, còn một giò duy nhất để mà chia sẻ đến cho các bác đây. Cây thuần đấy nha các bác, rất là dày thân. Hoàng Phi Hạc hình số 36, hình số 36 180.000. Hoàng Phi Hạc nha các bác nhé. Hình số 36 180.000, không mất tiền ship, không mất tiền cước nha các bác nhá. Tiếp tục một giò đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt nó đẹp chưa mọi người? Đấy, của người dân thuần nhé mọi người. Đùi gà dẹt hình số 3, hình số 3 220.000. Đùi gà dẹt Lai Châu của người dân nhé mọi người nhé, của người dân thuần. Phê luôn nhé mọi người. Đấy, cái giò lan này nhìn rất là đẹp luôn, tỏa đều vòng tròn xung quanh rất là đẹp. Cây ăn nắng tự nhiên vàng ươm nhé các bác nhé. Đùi gà dẹt Lai Châu hình số 3, hình số 3 220.000. Em bao cước cho cả nhà nhé, không mất tiền ship, không mất tiền cước nhé các bác nhé. Đây là hình số 3 220.000. Đùi gà tròn Lai Châu, một tiêu siêu phẩm nhé mọi người, siêu phẩm của người dân thuần nhé các bác nhé, của người dân thuần. Lôi từ rừng ra đây nè mọi người, lôi từ rừng ra. Đấy, cây vàng ươm, ăn nắng tự nhiên. Đấy, các bác chọn những cái dòng lan, giò lan như thế này về chăm thì cực kỳ là thích luôn nhé các bác. Cây nó quá khỏe. Nói chung là quá khỏe nhé mọi người. Đây là hình số 5, hình số 5 280.000. Đùi gà tròn Lai Châu, hình số 5 280.000. Không mất tiền cước, tiền ship nhé các bác nhé. Hình số 5 280.000. Tiếp tục một siêu phẩm đùi gà tròn, một siêu phẩm cũng của người dân thuần nhé mọi người, của người dân thuần nhé các bác nhé. Đấy, cây thì rất là dày mầm tơ và thân thủ rất là phê nhé các bác nhé. Hình số 4, hình số 4 380.000, đùi gà tròn Lai Châu. Hình số 4 380.000, không mất tiền cước nhé. Hôm nay em sẽ bao ship hết cho cả nhà nhé mọi người. Hình số 4 380.000. Trầm rồng đỏ, trầm rồng đỏ hoa chơi Tết và hương thơm mùi trầm nhé các bác nhé. Thơm mùi hương trầm. Hình số 9 200.000, hình số 9 200.000, trầm rồng đỏ. Hai thân rất là mập đẹp nhé các bác nhé. Hình số 9 200.000. Trầm rồng đỏ, hình số 8 200.000. Mọi người các bác nào xem thì tận dụng ngày hôm nay nhé các bác. Duy nhất ngày hôm nay là không mất tiền ship, không bao, em sẽ bao ship cho cả nhà nhé mọi người. Hình số 8 200.000, hình số 8 200.000. Hoàng thảo vôi, hoàng thảo vôi hình số 13, hình số 13 200.000, hình số 13 200.000. Thân mập, thân đẹp nhé mọi người. Đấy các bác, duy nhất ngày hôm nay em bao ship cho các bác, mong rằng được sự ủng hộ để mà nhờ lộc cho của mọi người nhé các bác nhá. Nhờ lộc, nhờ may mắn của các bác đầu tháng mới. Hình số 13 200.000, hình số 13 200.000. Hoàng thảo vôi hình số 12, hình số 12 200.000, hình số 12 200.000. Đấy, thân dài nhá các bác nhá, thân dài rất dày thân. Hình số 12 200.000 hoàng thảo vôi. Đen rô xuân hoa nở Tết, bông thì to, hoa bền và thơm nhé mọi người. Hình số 22, hình số 22 220.000, đen rô xuân, hình số 22 220.000, hoa nở chuẩn Tết nhé các bác nhá. Hình số 21, hình số 21 một giò sum xuê thân già thân hoa nhé các bác nhá, sum xuê. Vừa thân cho hoa, vừa thân tơ, tơ cực kỳ là dày thân. Hình số 21, 220.000, không mất tiền ship nha các bác nha. Duy nhất ngày hôm nay, hình số 21, 220.000.
Vương miện rồng xanh, vương miện rồng xanh lá phát tài nha các bác nhé, lá phát tài biên vàng nha mọi người. Vương miện rồng xanh. Hình số 32, hình số 32 350.000. Giờ dòng này thì không còn nhiều nha các bác nhá, cực kỳ ít rồi ạ, rất là hiếm rồi nha các bác. Vương miện rồng xanh, nghe tên cũng hấp dẫn, hai cành nụ nha mọi người, hai cành nụ lá phát tài nha mọi người. Hình số 32 300.000, hình số 32 300.000. Hình số 31, hình số 31. Đây, giờ này thì còn một cành nụ nha các bác nhá, một cành nụ. Đấy, cành bên này thì nó lỗi mất rồi, thì em sẽ bán cho mọi người. Hình số 31 300.000, hình số 31 300.000. Rất là dày thân tơ, vẫn tiếp tục có nụ để mọi người chơi hoa nhé các bác nha. Hình số 31 300.000, còn một cành nụ nha các bác nha, lá phát tài. Đấy, hình số 31 300.000, không mất tiền ship nha các bác nha. Dáng hương đuôi cáo, cáo Lai Châu xịn sò nha mọi người, toàn thân to, lá chỉ tiên nha các bác nha, thân thẳng rất là đẹp. Hình số 2 220.000, hình số 2 220.000. Đấy, bác nào yêu thích cái dòng gì ngày hôm nay thì tận dụng ngày hôm nay nhé mọi người. Em bao ship chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi nhé các bác nha. Hình số 2 220.000. Hình số 1, hình số 1 220.000. Ba thân cáo nha các bác, ba thân cáo. Giờ này ba thân cáo. Hình số 1 220.000. Tiếp tục dáng hương đuôi chồn, đuôi chồn Lai Châu xịn sò nhé mọi người nhé. Rất là dày thân này, trồng ở trên cái chậu rất là xịn sò. Hình số 24 250.000. Hình số 24 đuôi chồn 250.000. Hình số 23, hình số 23 toàn thân chồn, 2 4 6 thân chồn tuyển chọn đều nhau nhé mọi người. Cũng thuần ở trên cái chậu gỗ rất là xịn sò đây mọi người này. Hình số 23 250.000, hình số 23 250.000. Kiều vàng Lai Châu, kiều vàng Lai Châu, toàn thân tơ nhé mọi người, toàn thân tơ, cây ăn nắng tự nhiên cực kỳ là khỏe luôn nhé mọi người. Hình số 19 250.000, hình số 19 250.000. Đấy, các bác về có thể nhận hàng, kiểm tra hàng và chỉ thanh toán 250.000 ngày hôm nay thôi nhé mọi người, duy nhất ngày hôm nay. Hình số 19 250.000. Hình số 20, hình số 20 250.000. Kiều vàng Lai Châu, toàn thân tơ thân hoa nhé mọi người. Hình số 20 250.000. Đấy, ngày đầu tháng thì rất là mong được sự ủng hộ của toàn bộ cô chú anh chị và các bác để nhờ lọc của mọi người nhé các bác nha. Hình số 20 250.000. Rồi ạ. Giờ đây là cái giò lan cuối của ngày hôm nay thì rất mong được sự ủng hộ của cả nhà. Và duy nhất ngày hôm nay em sẽ miễn ship cho tất cả các đơn hàng mà các bác lựa chọn nha các bác nha. Rồi em xin cảm ơn và chúc cho mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Em xin chào ạ.